Tiếp chấp 226 của bộ truyện tích chữ 10 vạn vật tư trước ngày tận thế. Không lâu sau bé cơm cũng đã dẫn Trần Lạc đến điểm dịch chuyển. Trần Lạc nhìn khung cảnh dưới đất liền chấn động hốt lên. Trời đất, cơ thể bị sức mạnh không gian xoắn nát luôn sao? Lẽ nào hắn chính là vị bán thần đó? Rơi xuống như này đúng là thảm. Cả hai nhảy xuống. Bé cơm cười bảo, tôi đã nói với anh rồi. Đó là một tên kém cỏi hoàn toàn không đáng để quan tâm. Trần Lạc nhìn đống thịt vụn tỏa ra hắc khí rơi đầy trên đất, liền ngồi xuống nhét từng miếng từng miếng một vào không gian. Cậu cảm kích nghĩ, một cái xác được gửi đến từ ngàn dặm. Cảm ơn nhé, lần này cây khổng lồ có thể ăn no một bữa rồi. Trần Lạc đang nhặt thịt hang say thì Iti Man lúc này đã xuất hiện. Trần Lạc cũng phát giác ra nhưng thân thể lại cứng ngắc. Cậu lo lắng nghĩ, người này ở đâu ra vậy? Không lẽ cô ta chính là người cấp thần mà bé cơm nói? Cậu ngẩng mặt lại nhìn thì sợ đến phát run, chỉ một ánh mắt thôi đã có thể khiến mình không thể phản kháng lại cấp thần đáng sợ quá itiman bước lại cái xác ba la thầm nghĩ hơi thở này đúng rồi rất giống với ân bố ân là con nối dõi của hắn có vẻ cũng là bán thần sao lại chết thảm đến vậy cô ta chắc chắn rằng loài người cho dù mạnh đến đâu thì cũng không thể khiến bán thần bị thương nặng bỗng lúc này bé cơm nhảy đến itiman vui vẻ kêu meo Itima liền dùng ánh mắt kiểm tra qua bé cơm thì thấy những đạo văn trên người cô đang di chuyển thì thắc mắc, trên người cô ta có phù văn di chuyển, cô ta có lẽ vẫn chưa đến cấp thần. Hơn nữa phù văn trên người cô ta mình chưa từng nhìn thấy bao giờ, tuyệt đối không phải là hệ bình thường. Itiman liền quay sang chỗ khác lấy từ không gian ra một cuốn sách. Rồi lật lật tìm kiếm, bé cơm nhìn một màn này trong đầu liền hiện ra dấu hỏi to đùng. Trần Lạc thắc mắc, bé cơm đang làm gì vậy? sau vừa mới xuất hiện đã khiến cấp thần đột nhiên phải giờ sách ra xem một lát sau itiman cũng lật tới trang sách mình muốn tìm tìm thấy rồi phù văn trên người cô không ngờ lại là loại hệ vận mệnh hiếm có vô cùng cô ta nhìn trầm trầm vào bé cơm suy tính nếu như mình có thể dẫn theo hệ vận mệnh bên cạnh thì sẽ luôn sư giữ gọi may vậy không phải là ngay sau đó cô ta vẫy vẫy tay đến trần lạc cậu có chút ngạc nhiên đang gọi mình sao trần lạc tiến lại gần itiman trong đầu tự nhủ rằng bé cơm từng nói cho dù cô ấy nói gì làm gì mình cũng không được phản kháng. Nhẫn nhịn nhất định phải nhẫn nhịn. Cô ta đưa một ngón tay đến giữa trán Trần Lạc thi triển kỹ năng học ngôn ngữ, rồi lên tiếng trấn an bằng ngôn ngữ Long Quốc. Chàng trai, đừng căng thẳng, ta chỉ đang sử dụng kỹ năng học ngôn ngữ của các người thôi. Sau đó cô ta quay sang xoa đầu bé cơm hỏi, cô gái, trái đất quá nhỏ bé, cô có muốn đi cùng ta không? Trần Lạc giật mình, Mục tiêu của cô ấy là bé cơm. Bé cơm dường như sẽ biết trước Trần Lạc sẽ phản ứng kịch liệt. liền nhảy ra chấn trước cậu vui vẻ đáp ứng. Được ạ, à, được ạ. À. Tôi từ lâu đã muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm nhiều hơn. Sau đó nhảy qua ôm lấy tay Man nhắc nhở. Trần Lạc, anh không được để tôi bỏ lỡ cơ hội đâu đó. Bỗng bé cơm trở nên nũng nịu áp sát đến mặt Man nói. Nhưng ở đây tôi có rất nhiều bạn bè. Đột nhiên rời đi có chút không nữa. Có thể cho tôi ở lại chơi thêm mấy ngày rồi mới đi cùng cô được không? Itiman vui vẻ đáp ứng, đương nhiên có thể. Sau đó Trần Lạc cuối người tỏa vẻ thành kính nói, chào mừng ngài đến căn cứ của tôi làm khách. Cậu thầm nghĩ, xem ra mình phải tiếp tục trong vòng mấy ngày nữa, đợi đến lúc thích hợp, hết chấp 226.